Chào các em, hôm nay mình học tiết 5, ôn bài hát Lý Gây Đa, nhạc lý, nhịp 44, tập đọc nhạc số 2. Cô mời chúng ta khởi động giọng với thang âm đô. Cô mời các em ôn lại bài hát Lý Kê Đa, dân ca quan họ Bắc Ninh. Cô mời các em qua phần đọc nhạc số 2. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ học thêm phần nhạc lý, đó là nhịp 44. Nhịp 44 còn có ký hiệu là C, mỗi nhịp có 4 phách, mỗi phách có trường độ bằng một nốt đen. Phách thứ nhất là phách mạnh, phách thứ hai là phách nhẹ, phách thứ ba là phách mạnh vừa và phách thứ tư là phách nhẹ. Nốt tròn có trường độ bằng 4 nốt đen. Chúng ta xem qua cách đánh nhịp 44 được thể hiện bằng động tác tay phải theo sơ đồ hình vẽ. Loại nhịp 44 này thường được ứng dụng trong các hành khúc, các bài hát trang nghiêm hoặc bài hát trữ tình. Mình đến phần đọc nhạc số 2, Ánh Trăng, nhạc Pháp, lời Việt, Lê Minh Châu.
Mình nhận xét bài đọc nhạc số 2, Ánh Trăng. Bài đọc nhạc số 2, Ánh Trăng, nhịp 4-4. Các trường độ, nốt đen, nốt trắng, nốt tròn. Cao độ thấp nhất, vị trí son. Cao nhất, mi. Các cao độ trong bài, son, la, si, do, re, mi. Bài được xây dựng với âm hình tiết tấu. Đen, 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 trắng, trắng, đen, 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 tròn. Trong bài có sử dụng dấu nhắc lại nằm ở vị trí dòng 1. Khi thực hiện đọc nhạc, dòng 1 sẽ thực hiện 2 lần, sau đó dòng 2, dòng 3. Hướng dẫn về nhà. Sau khi học xong đọc nhạc, mình vẽ lại vào tập. Tập hát thuộc, kết hợp vỗ tay giữ nhịp. Xem trước bài đọc nhạc số 3. Thân chào các em.